chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Thương Trường Kỳ Truyện. Một loại tiền tệ có giá trị lúc cao nhất lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Một loại tiền mà có khả năng tăng giá trị lên tới 67 triệu lần và lúc cao nhất khi mà chỉ có trong hơn 10 năm từ lúc xuất hiện trên thế giới với giá trị gần như bằng 0 là 0,1 sen thì tới lúc giá trị cao nhất lên tới 67.000 đô. Có lẽ chỉ có tiền điện tử mới có thể làm được điều đó. Bitcoin được xem là đồng tiền điện tử đầu tiên và cũng là đồng tiền có giá trị vốn hóa lớn nhất trong thị trường tiền điện tử. Vậy Bitcoin là gì và nó xuất hiện như thế nào? Vai trò và ảnh hưởng của nó như thế nào tới nền kinh tế thế giới? Các bạn cùng Battlecry tìm hiểu ngay nhé! Lược sử về tiền tệ. Bitcoin khi mới được sinh ra, nó cũng có một sứ mệnh giống hệt với những loại tiền tệ khác trên thế giới, đó là để thanh toán. Vào năm 2009, một người hay cũng có thể là một nhóm người với cái tên là Satoshi Nakamoto ẩn danh đã lần đầu tiên nhắc về Bitcoin, một hệ thống giao dịch được thiết kế mà các thành viên không cần tin tưởng lẫn nhau, và sau này thì người ta gọi đó là blockchain. Tên miền bitcoin.org được đăng ký vào ngày 18 tháng 8 năm 2008. Về blockchain thì Battlecry sẽ gửi tới các bạn ở một video khác chi tiết hơn. Thế nhưng chúng ta có thể hiểu nôm na là blockchain là một loại nền tảng công nghệ được tạo ra để tất cả những người tham gia đều có thể theo dõi và kiểm soát toàn bộ quá trình. Khi tạo ra một chương trình trên nền tảng blockchain, không có bất cứ ai có thể tự mình thay đổi được bất kỳ một giá trị gì ở trên hệ thống này, ngay kể cả người tạo ra nó. Giả sử Satoshi là người tạo ra Bitcoin, thì sau khi Bitcoin được mã hóa, bản thân ông ta cũng không thể tạo ra thêm những đồng Bitcoin cho riêng mình, mà cũng sẽ phải giải mã chúng như những người khác gia nhập vào hệ thống. Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình. Không có một ngân hàng trung ương nào có thể quản lý nó, và hệ thống hoạt động của nó thì dựa trên một giao thức mạng trên Internet. Sự cung ứng Bitcoin là tự động và có hạn chế, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên các thuật toán. Khi những người tham gia hệ thống giải mã những thuật toán này thì hệ thống sẽ ghi lại vào một cuốn sổ cái, và sẽ có một đơn vị Bitcoin được ghi chép lại vào cuốn sổ đó như là một cách trả công cho những người đã giải mã thuật toán. Cuốn sổ cái này sử dụng Bitcoin là đơn vị kế toán. Mỗi Bitcoin có thể được chia nhỏ tới 100 triệu đơn vị nhỏ hơn, gọi là Satoshi. Đó là cách để hiểu sơ lược và đơn giản nhất về Bitcoin. Thế nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì quả thực là chẳng có gì đáng nói, và cũng chẳng có lý do gì mà Bitcoin lại có thể tăng trưởng thần kỳ về mặt giá trị tới như vậy trong hơn 10 năm qua. Vậy thì điều gì đã tạo nên sự tăng trưởng đó? Chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng thời gian một chút để tìm hiểu về gốc gác của vấn đề nhé. Trước tiên, hãy tìm hiểu một chút về lịch sử của tiền tệ. Kể một cách đơn giản về lược sử của tiền tệ thì từ xa xưa, con người đã từng dùng rất nhiều thứ để làm vật trung gian trao đổi hàng hóa, từ vỏ sò, các mảnh xương, lá cây, mai rùa, vân vân, và cho tới các thứ kim loại quý khác, đặc biệt là vàng. Vàng không ngẫu nhiên trong một thời gian dài được lựa chọn để trở thành vật trao đổi trên nhiều nền văn minh của thế giới. Vàng là thứ kim loại tinh khiết, không bị biến đổi và hao mòn nhiều theo thời gian, dễ dàng chia nhỏ, cất giữ và đặc biệt là khó làm giả. Và đây thì cũng chính là đặc điểm giống nhau khá nổi bật với Bitcoin mà chúng ta sẽ phân tích ở phần sau. Vàng trở thành vật cất chứa của cải và là thước đo giá trị mà các nhà buôn tin tưởng sử dụng như một dạng tiền tệ ngay từ thời xa xưa. Và vàng từ 600 năm trước công nguyên đã được khai thác, trao đổi tự do giữa các nhà buôn, những gia tộc mà không có sự can thiệp nào của nhà nước. Tuy nhiên, là kim loại, vàng có khối lượng riêng không hề nhỏ, cùng với những rủi ro như bị cướp khiến cho việc vận chuyển ngày càng khó khăn hơn. Và trong quá trình phát triển, người ta nghĩ rằng có thể sử dụng những tờ giấy để đại diện cho vàng. Mỗi tờ giấy sẽ in số đại diện của lượng vàng nhất định, và để đảm bảo độ tín nhiệm thì các đơn vị phát hành sẽ phải cam kết sẵn sàng nhận lại những tờ tiền này và trả lại lượng vàng tương ứng nếu được yêu cầu. Và đây được coi là tiền dấu hiệu. Vậy thì đơn vị nào đủ tin cậy để thực hiện công việc này? Những tổ chức tài chính uy tín cùng với chính phủ, nhà nước dần dần trở thành những đơn vị để đảm nhận trọng trách phát hành tiền giấy. Chế độ bản vị vàng đầy đủ, tức là khi mỗi tờ tiền phát hành ra sẽ luôn được đảm bảo bởi một lượng vàng có sẵn. Đây là bức tường ngăn chặn hiện tượng lạm phát, tức là trượt giá của đồng tiền.
sự bành trướng tín dụng và nợ nần của các chính phủ. Nói nôm na là các tổ chức hay chính phủ phát hành tiền giấy sẽ không thể tự do in tiền tiêu xài nếu như chế độ bảng vị vàng đầy đủ vẫn còn tồn tại. Thế nhưng về cơ bản thì chế độ này sẽ không thể vận hành vì lượng vàng trên thế giới quá nhỏ so với lượng tiền cần thiết để duy trì hoạt động kinh tế toàn cầu khi mà nền kinh tế của các quốc gia liên tục tăng trưởng. Thứ hai là lượng tiền vừa đủ để không gây lạm phát, chính ra thì lại cũng không cố định mà có những biến động liên tục. Điều đó xảy ra khi mà lượng dự trữ vàng quốc gia hay các tổ chức thay đổi hay là những biến động kinh tế xảy ra. Và vì điều đó mà thế giới vẫn sử dụng chế độ bản vị vàng, thế nhưng chuyển sang chế độ không đầy đủ, lượng vàng đổi được tờ tiền giấy khi ấy luôn biến động và thường là bị giảm lượng vàng đại diện hay còn gọi là mất giá. Khi ấy, chúng trở thành tiền luật định của các quốc gia, nghĩa là giá trị của tiền được kiểm soát bởi các tổ chức phát hành tiền. Đến thập niên 1970, chế độ bản vị vàng chấm dứt hoàn toàn, tiền luật định được áp dụng, chính phủ và ngân hàng trung ương có quyền kiểm soát hoàn toàn nguồn huyết mạch của nền kinh tế, áp đặt việc sử dụng đồng tiền do họ phát hành, yêu cầu nộp thuế, nhận trợ cấp, thanh toán bằng đồng tiền đó, tất cả đều do chính phủ và ngân hàng trung ương. Việc có được quyền lực điều tiết dòng tiền của nhà nước đa phần là không xấu, thế nhưng không phải lúc nào cũng đem tới kết quả tốt. Những cuộc đại khủng hoảng kinh tế như năm 2008 là cơn lũ quét phăng những tấm chắn che giấu bí mật động trời. Nhiều vụ gian lận tài chính bị phanh phui. Nhiều người tin rằng nhà nước đã dùng nguồn tiền vốn là thuế của người dân để giải cứu chính mình. Cũng có người cho rằng tiền được in thêm vô tội vạ để làm lợi cho những nhóm người trong xã hội. Điều hành yếu kém cùng với việc in tiền để bù đắp thâm hụt ngân sách cũng là điểm yếu của tiền luật định. Ví dụ như Zimbabwe, để khắc phục đói nghèo và nợ công, Tổng thống Mugabe đã yêu cầu ngân hàng trung ương in thêm tiền để phục vụ nhập khẩu nhu yếu phẩm, dẫn tới lạm phát trầm trọng. Và kết quả là người dân phải bỏ cả triệu đô la Zimbabwe để mua được một ổ bánh mì. Một nguy cơ khác đến từ việc thu thập thông tin tài chính từ các ngân hàng và tập đoàn lớn. Họ sở hữu một lượng thông tin khổng lồ về thói quen tiêu dùng và nó khiến cho cuộc sống riêng tư của chúng ta bị xâm hại. Và sẽ ra sao nếu chính phủ dùng các công cụ tài chính để ngăn chặn nguồn tiền cho các cuộc cải cách được thực hiện bởi những người dân của chính mình? Và có lẽ vì vậy mà không phải ngẫu nhiên đồng tiền cryptocurrency ra đời trong thời kỳ khủng hoảng tài chính tối tăm đó. Khối Bitcoin nguyên thủy mà Satoshi tạo ra vẫn còn lưu lại lời nhắn thể hiện lý do đằng sau sự ra đời của nó. Nguyên văn: The Time, mùng 3 tháng 1 năm 2009, Bộ trưởng Tài chính trước quyết định giải cứu ngân hàng lần thứ hai. Ý muốn nói là chính phủ Anh đã thất bại trong việc kích thích nền kinh tế và chuẩn bị phải đưa ra gói cứu trợ lần thứ hai cho các ngân hàng, và điều đó thì đồng nghĩa với việc bơm tiền, và tiền thì lại tiếp tục được in thêm và cho xã hội vay. Sự ra đời của Bitcoin. Ra đời từ năm 2009 theo một câu chuyện truyền kỳ được tiết lộ bởi một kỹ sư tin học tài ba có cái tên rất Nhật Bản là Satoshi Nakamoto. Ông là tác giả của bài viết giới thiệu Bitcoin đầu tiên bằng một thứ tiếng Anh cực kỳ tinh tế. Một người hoặc một nhóm người mà chưa ai biết mặt, biết tuổi và cũng chẳng hề nhận mình là cha đẻ của Bitcoin. Nhiều người hài hước cho rằng sự ẩn danh của cha đẻ đồng Bitcoin có lý do đạo đức. Bởi vì sao? Bởi vì ông ta biết rằng mình đã tạo ra một thứ gì đó mà sau này sẽ khuynh đảo ngành tài chính. Cha đẻ đồng Bitcoin được biết là sở hữu không dưới 1 triệu đồng Bitcoin trong thời kỳ đầu tạo ra nó bằng một thứ kỹ thuật toán siêu việt và giải mã chúng. Cho tới nay, nhiều người vẫn tin rằng các phương trình toán này được thiết lập để hạn chế số lượng Bitcoin tạo ra không vượt quá ngưỡng 21 triệu đồng. Vào cuối năm 2020, người ta ước tính rằng đã có khoảng 17 triệu đồng Bitcoin được đào xới. Như vậy, sẽ chỉ còn 4 triệu đồng Bitcoin mà những chuyên gia tin học sử dụng những chiếc siêu máy tính và những thiết bị công nghệ cao cấp, đắt tiền có thể đào và tìm được trong tương lai. Điều đó khiến mọi người dễ dàng tin rằng đồng Bitcoin sẽ không bị lạm phát như các loại tiền giấy khác và do đó thì không thể bị mất giá. Thế nhưng người ta quên rằng tự thân đồng Bitcoin thì không có giá trị. Giá trị của nó chỉ có được là do những người tham gia chơi đồng Bitcoin khoác lên mà thôi. Đồng Bitcoin kỹ thuật số vô thừa nhận ấy, sau một thời gian ngủ đông trong 4 năm từ 2009 đến 2013, đã bước vào
giai đoạn tăng trưởng dị dạng khủng khiếp nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Giá trị ban đầu được biết đến của đồng Bitcoin gần như bằng không, chỉ tương đương 0,1 cent, tương đương với 1,1 nghìn đồng USD. Và có một câu chuyện kể rằng đã từng có một người sở hữu 10.000 đồng Bitcoin và đề nghị giao nó cho một chủ cửa hàng để mua một chiếc bánh pizza trị giá 14 đô và người chủ tiệm đã đồng ý. Đây là lần đầu tiên đồng tiền ảo được bước vào thế giới thực. Ở thời điểm hiện tại, đồng Bitcoin có lúc đã chạm ngưỡng 67.000 đô trên một Bitcoin, ngưỡng cao nhất mọi thời đại. Nếu người chủ cửa hàng pizza đó còn giữ 10.000 đồng Bitcoin tới nay và bán toàn bộ trên thị trường giao dịch vào thời điểm mà Bitcoin có giá cao nhất là 67.000 đô, ông ta sẽ có một tài sản trị giá tương đương là 670 triệu đô. Và chiếc bánh pizza đó, nếu câu chuyện kể trên là có thật mà không phải là huyền thoại, thì sẽ được Guinness công nhận là chiếc bánh pizza đắt nhất mọi thời đại. Và sau này, khi đánh giá lại hiện tượng tiền ảo và ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế của thế giới thực tại, người ta sẽ thấy rằng không phải người giấu mặt Nakamoto, mà chính là người đàn ông đã dùng 10.000 đồng Bitcoin mua bánh pizza mới thực sự mang lại cuộc sống cho các đồng tiền ảo, không riêng gì Bitcoin. Anh ta đã mở ra cánh cửa bước vào đời thực cho các đồng tiền ảo, nơi đó nó có một môi trường sống hội tụ các điều kiện cần thiết để tăng trưởng. Bitcoin và những người anh em của nó, sau khi bước qua cánh cửa ngăn cách ảo và thực, sẽ từ một con sâu bé tí và trở thành một con quái vật khổng lồ, có khả năng nuốt chửng rất rất nhiều tiền và có thể là mọi thứ khác. Bitcoin là truyền nhân mới của vàng. Nhìn chung, Bitcoin có nhiều đặc điểm cùng cơ chế hoạt động trong nền tài chính gần giống như vàng. Chính phủ hầu như không thể can thiệp vào quá trình đào, khai thác và sử dụng Bitcoin. Bitcoin thì cũng không bị biến chất, dễ dàng trao đổi, ổn định về lượng sẵn có. Giá trị nội tại thì không có nhiều thay đổi giữa các quốc gia. Bitcoin cũng giống như vàng. Nếu cả thế giới sử dụng trực tiếp Bitcoin trong các hoạt động giao dịch thanh toán, thì nền tài chính về bản chất sẽ không có lạm phát, bởi số lượng Bitcoin cũng như vàng là cố định. Chúng không giống như tiền giấy được in ra theo cách các chính phủ được phép quyết định và ban hành. Dù ở từng quốc gia, tiền không còn dựa trên chế độ bản vị vàng, song chế độ bản vị vàng vẫn tồn tại trong thanh toán quốc tế. Tiền tệ chung của thế giới thì vẫn là vàng. Hiện nay chưa có một vật nào khác có thể thay thế được vàng trong chức năng tiền tệ của thế giới. Trong thương mại quốc tế, người ta dùng ngoại tệ để hạch toán và dùng phương tiện thanh toán quốc tế để thanh toán bù trừ, chứ không dùng vàng. Tuy nhiên, điều kiện bảo đảm vàng vẫn xác định giá trị vàng của đồng tiền. Vậy, sử dụng Bitcoin làm đồng tiền chung, làm phương tiện thanh toán quốc tế thì không cần chế độ đảm bảo vàng, vì Bitcoin lúc này tương đương như vàng. Và việc sử dụng Bitcoin làm đồng tiền chung cho cả thế giới cũng khiến cho các doanh nghiệp không còn gặp phải những vấn đề rủi ro về tỷ giá, chi phí giao dịch cũng giảm xuống mức thấp. Nguồn vốn hay dòng tiền trên thế giới sẽ được tự do lưu thông mà không còn bất kỳ rào cản nào. Và một khi được chắp một đôi cánh tự do thì dòng tiền sẽ luôn biết cách đổ về những nơi sinh lợi nhất. Và đó thì cũng chính là bài toán nan giải nhất mà tất cả các chính phủ đều đang phải tìm đáp án. Điểm mạnh nhất của Bitcoin cũng là tử huyệt mà chính phủ lo ngại nguồn vốn này có thể đổ về những tổ chức khủng bố, buôn bán vũ khí, nội tạng người, hoặc thậm chí là bị thao túng, đầu cơ và lũng loạn mà không chịu sự kiểm soát từ bất kỳ ai và gây nên những tác động cực kỳ tiêu cực tới kinh tế xã hội. Bitcoin trong tương lai sẽ như thế nào? Nhiều ý kiến cho rằng cryptocurrency là xu hướng phát triển khó có thể tránh khỏi trong tương lai. Tuy nhiên, những thứ mới muốn thay thế cái cũ sẽ phải trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn, đặc biệt khi nó đe dọa đến quyền lực của nhà cầm quyền. Bitcoin đang tăng trưởng rất nhanh, thế nhưng nó cũng có thể chết đi, sống lại trong tương lai vì sự can thiệp của chính phủ. Hơn nữa, thực tế có thể thấy hiện tại, Bitcoin không được sử dụng theo đúng chức năng ban đầu mà nó được kỳ vọng sinh ra là chức năng thanh toán. Thị trường Bitcoin đang bị đầu cơ và thao túng bởi các nhà đầu cơ lớn, những cá mập lớn mà mỗi một lần nổi lên mặt biển đều tạo ra những cơn sóng gió trên thị trường. Hẳn mọi người còn nhớ tới pha "có phải anh đang chơi đùa em đấy không" của tỷ phú thiên tài Elon Musk với những chiếc status đẩy anh em chơi coin đi vào lòng đất của mình. Dù có phân tích về tương lai của Bitcoin bao nhiêu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Bitcoin cũng giống như các loại tài sản khác tồn tại trong thị trường đầu tư,
Nếu như không có sự can thiệp thì chắc chắn sẽ là một vùng biển dữ mà những chú cá con hoàn toàn có thể bị cá mập mồi chài và nuốt chửng. Phải chăng dưới làn nước sâu có những kẻ đang thì thầm: ta sẽ bán những chuỗi khối và thu tiền tươi từ các người. Tuy vậy, hãy nhớ tới một câu nói nổi tiếng trong triết học: sự phát triển của sự vật hiện tượng có xu hướng, khuynh hướng lặp lại giai đoạn đầu, thế nhưng ở trình độ cao hơn, phát triển theo hình xoắn chôn ốc. Phải chăng cryptocurrency tương tự như vàng, thế nhưng ở trình độ cao hơn? Trung Quốc đang là nước đi đầu trong việc tạo ra tiền cryptocurrency cho quốc gia của mình. Tương lai nền tài chính sẽ như thế nào? Có thể không phải là Bitcoin, thế nhưng sẽ là đồng tiền khác, ứng dụng blockchain, hoạt động theo cách mà chính phủ phát hành, hay có thể hoàn toàn phi tập trung, độc lập với nhà nước. Hiện nay, ngay cả các chuyên gia đầu ngành cũng đang tranh cãi nảy lửa về việc Bitcoin có phải là một đồng tiền chính danh. Vì vậy, thực tế những gì diễn ra trong tương lai sẽ là câu trả lời tốt nhất. Quan điểm của bạn về vấn đề này là như thế nào? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.